What's up anh em Đông Lào? Hôm nay trên tay mình đó là một em Xperia huyền thoại. Đây là dòng huyền thoại của Sony, cho nên là mình không cần nói gì nhiều đâu. Nhưng mà hôm nay mình không review về con này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách làm sao cho cái giao diện cổ lỗ sĩ của bot này thành một cái giao diện mới như hiện nay. Điển hình là One UI từ nhà Samsung. Đấy, nhìn giao diện nhìn có chán không? Tuy nhiên nó vẫn là cái đặc trưng Sony. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên, các bạn hãy vào Google Play Store tìm và tải Nova Launcher cho mình. Đây là cái app dùng để thay đổi giao diện mặc định của máy. Và có app Browser, giao diện màn hình Home, kiểu đổi icon đồ. Vào Google Play Store, gõ icon nó sẽ cho ra rất nhiều kết quả cho các bạn lựa chọn. Đây, rất nhiều lựa chọn. Mình thì thích giao diện của One UI từ nhà Samsung nên mình sẽ chọn là One UI ở đây. Mình đã cài đặt rồi. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng Nova Launcher. Cài lâu vãi đái thế nhỉ. Vâng, vậy là đã cài xong nè, chúng ta hãy mở lên. Và ở giao diện chính, nó sẽ có ba lựa chọn cho chúng ta. Bắt đầu hoàn toàn sạch hoặc là có một cái backup cho chúng ta. Mình chưa có gì hết nên mình sẽ bắt đầu. Nó sẽ cho chọn giao diện sáng, giao diện tối hoặc là tự động. Mình thích mình người sáng sủa mà, sáng thì sáng thôi. Next. Và chọn App Browser là cái lúc mà chúng ta vuốt lên á. Ở trong có nhiều tất cả các ứng dụng, có loại là vuốt lên hoặc là có một cái icon. Mình thích kiểu vuốt lên cho nó hiện đại giống Samsung. Apply. Đây. Chúng ta hãy set Nova Launcher là mặc định. Nhấn một lần nữa, nhấn On Sway. Đấy. Nó sẽ có một giao diện mới hoàn toàn. Có rất nhiều tùy chỉnh, chúng ta hãy đè vào màn hình Home, nhấn Settings. Chúng ta hãy đổi icon nào, Look and Feel, Icon Style. Và chúng ta hãy chọn Icon Theme, chọn One UI. Mình sẽ bắt ra màn hình chính. Cực đẹp đúng không? Tất cả giao diện, tất cả những icon đều đổi theo kiểu One UI. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cách giống One UI hoàn toàn. Và hãy vào Home Screen. Mình chọn thanh dock nè, cái thanh ở phía dưới á. Chọn dock icons là sẽ có 4. 4 cái, khá đẹp đúng không? Và tiếp theo ta hãy vào App Drawer. Samsung để One UI theo kiểu ngang nên mình sẽ để theo kiểu horizontal và độ trong suốt của hình nền. Trong suốt mình thích để 80. Đấy. Background, màu của background có nhiều màu lắm, chọn cũng được đó. Mình sẽ bắt ra cho các bạn xem ở phía trong như thế nào. Đấy. Trong suốt. Và kéo qua, kéo qua. Đó, khá đẹp đúng không? Nhưng các bạn thấy ở đây là cái nút Search Apps nó có màu khá là xấu, không phù hợp. Mình sẽ vào Settings, App Drawer, sau đó là chọn Strong Accent Colors. Chúng ta hay thích màu gì chọn màu đó, mình thích màu trắng. Mình sẽ apply vô. Đấy, khá đẹp. Và sau đó là chúng ta hãy bấm xuống. Vậy là xong rồi, các bạn thấy như thế nào? Một giao diện hoàn toàn mới cho chiếc Sony Xperia của mình. Giao diện khá là bóng bẩy. Wow. Không ngờ một chiếc điện thoại đã nhiều năm tuổi thế này rồi mà vẫn mang giao diện mới.
một giao diện do mình tự tạo ra. Đó chính là thế mạnh của Android từ bao lâu nay, điều mà iOS không thể sánh được. Ok, nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ like, share cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn nút like. Và nếu các bạn chưa từng đến đây bao giờ, hãy nhấn nút đăng ký ở phía dưới và nhấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất về kênh của mình nhé. Bye bye.